Vào ngày 11 tháng 9, tất nhiên có rất nhiều hình ảnh về cái ngày đó, trông nó rất là hùng vĩ, đúng không ạ? Nhưng mà chúng tôi cũng không muốn đưa lên bởi vì liên quan đến những hình ảnh đó nó cũng có những vấn đề nhạy cảm với nước Mỹ quý vị ạ. Và tất nhiên, nhạy cảm thì họ cũng sẽ có những kiểm duyệt, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta sẽ không cần những hình ảnh đó. Sự việc diễn ra như nào, chúng ta cũng không cần phải quay lại quá nhiều. Chết bao nhiêu người, đúng không ạ? Hàng nhiều nghìn người đã chết. À, có thể nói là một trong những biểu tượng à, về sức mạnh kinh tế của đất nước Mỹ bị tấn công cũng như là một cái biểu tượng về việc người Mỹ lần đầu tiên bị tấn công. Nói tóm lại nó là một cái thảm kịch có thể nói là khủng khiếp nhất đúng không ạ đối với một quốc gia có thể xảy ra. Sau đó thì chúng ta biết đến thời điểm này có rất nhiều những cái phong trào à, đi tìm sự thật liên quan tới sự kiện đó. À, cũng như là những cái sự thật à, người ta muốn đi tìm liên quan tới việc Mỹ đổ bộ lên mặt trăng. Nhưng mà chúng tôi cũng không muốn dành cái thời gian hôm nay để chúng ta nói về những cái thuyết âm mưu hoặc là cái sự thật đó bởi vì chúng ta cũng không bao giờ biết được đó là thật hay giả đúng không ạ? Chỉ biết một điểm là nó cũng rất khá giống với những gì mà cái vụ Mỹ đổ bộ lên mặt trăng. Tuy nhiên, một điều mà chúng ta biết chắc chắn là kể từ ngày mùng 9 tháng 11 năm 2001, 20 năm 2 năm trước đã xảy ra chính xác thì cái vụ đó nó đã thay đổi thế giới và thay đổi nước Mỹ, đặc biệt là nước Mỹ một cách mãi mãi, không bao giờ nước Mỹ có thể quay trở lại được như cũ nữa. Điều mà tôi đang nói là gì? Trước ngày trước cái thời gian đó thì cá nhân như tôi là một cái người rất ngưỡng mộ nước Mỹ, đúng không ạ? Không chúng tôi không bao giờ quay lưng lại với những cái gì Liên Xô uh, hay là những cái hay ho ở thế giới kể cả là ở Mỹ, Trung Quốc, châu Âu, vân vân hoặc là các thế giới cổ đại và kể cả Việt Nam nữa. Và tất nhiên cả nước Mỹ nữa, những cái gì hay tôi đều nhận thấy và những cái gì mà nó hay nhất của Mỹ ấy, thì nó đều là xảy ra ở những cái năm trước năm 2000, quý vị ạ. Đấy, nhưng mà bây giờ càng ngày thì nó càng bớt hay đi. À, rõ ràng, tất cả những cái gì xảy ra vào thời điểm đấy nó đã dẫn tới một cái nước Mỹ hiện đại như ngày nay, rất giống với lại một quốc gia cảnh sát. Mà nó được ngụy trang trá hình trước một cái dân tộc, một cái cuộc chiến, một dân tộc đang tiến hành một cuộc chiến chống khủng bố đúng ạ. Nhưng mà bây giờ thì những cái bộ phim về các quốc gia cảnh sát trong thế giới tương lai của chúng ta ấy, bây giờ nó đã rất gần giống với lại cái xã hội Mỹ hiện nay và đối với người Mỹ nhá. Nếu nước khác thì tôi không nói nhưng mà với người Mỹ thì người ta rất đau bởi vì người Mỹ vốn coi cái quyền tự do của cá nhân đúng ạ, tự do ngôn luận gọi là tự do để thể hiện trình bày và đặc biệt là cái quyền uh, riêng tư cá nhân ấy. thì bây giờ nước Mỹ với những cái đạo luật mà đạo luật yêu nước rồi những cái cải cách của Bộ Tư pháp FBI bây giờ nước Mỹ không khác gì một cái nhà nước cảnh sát và điều đó tất nhiên là một cái cú giáng đau vào cái sự dân chủ của người Mỹ. Sau sự kiện đó thì thứ nhất chúng ta đến với trên trường quốc tế, người Mỹ đã tận dụng cái sự kiện này để phát động một cuộc chiến chống khủng bố trên toàn thế giới. Đúng không quý vị. À, sau đó thì chúng ta không biết là họ có giết được một cái người khủng bố nào hay không. Nhưng mà kể từ năm 2000 đến giờ thì Mỹ đã gây ra rất nhiều cuộc chiến. Trong tất cả các đời khủng bộ của Tổng thống, đúng không ạ? Cuộc chiến ở Iraq, cuộc chiến ở Afghanistan, cuộc chiến ở Syria, cuộc chiến ở Libya. Hàng triệu người, hàng chục triệu người đã chết. Và một trong những cái điều nó đáng buồn là gì? Là người Mỹ đã không tiêu diệt được một cái thế lực khủng bố là đáng nói. Cơ bản là người Nga làm cái việc đó nó hiệu quả hơn mà ngược lại người Mỹ đã tạo ra các thế lực khủng bố, đúng ạ? Họ đã làm bạn bạn với các thế lực khủng bố hồi giáo, họ ăn mới họ họ mới mới lại những người khủng bố đấy chơi với những người khủng bố đấy, rồi là chúc tụng rồi nâng ly rồi đảm đủ mọi thứ với những người khủng bố. Chúng ta biết bây giờ Mỹ đang làm gì với lại những cái thế lực hồi giáo cực đoan khủng bố ở Trung Đông, đặc biệt ở Syria và một đống những cái tổ chức ở khu vực Châu Phi, đúng ạ? đấy là chưa chúng tôi chưa nói với quý vị nữa là ở Ukraine nó cũng có những cái thành phần như vậy còn ở trên chính đất nước Mỹ trên chính đất nước Mỹ thì bây giờ chính những người Mỹ thì lại bị giám sát gọi là bị chấn áp chưa bao giờ dữ dội đến như vậy và thậm chí bây giờ chính đất nước của họ thì họ coi những cái người dân của mình là cái kẻ thù đúng không ạ là cái uh, những cái mầm mống khủng bố hay hơn là thay vì cái việc là họ đã tiến hành một cái cuộc chiến khủng bố đi ở các nước khác thì bây giờ đối với người dân trên chính cái lãnh thổ của mình, những chính sách của nhà nước Mỹ của Bộ Tư pháp nó lại coi cái người dân là một cái uh, gọi là nhân tố mà gây bất ổn hàng đầu đối với xã hội Mỹ chứ không phải là chủ nghĩa khủng bố. Kể từ sự kiện đó thì nước Mỹ những đứa trẻ sinh ra kể từ thời điểm đó nó bị tẩy não nhồi nhét vào trong đầu là những người hồi giáo là những người khủng bố đúng không ạ và có một cái sự bài hồi giáo có thể nói lên cao độ ở xã hội mỹ từ đó đến giờ à, chúng ta không biết như nào nhưng mà người mỹ đã gây ra rất nhiều cuộc chiến mà nhắm đa số vào những người hồi giáo đúng không ạ à, bây giờ thì tất cả những nước mà nước mỹ đã từng tấn công à, tức là các quốc gia hồi giáo đấy thì họ đều trở lên các cái nước bất ổn nghèo nàn đúng không ạ và đau thương à, không gì kể hết được và cũng là các nước Hồi giáo thôi. Trước đây từng là những đồng minh và người bạn thực của người Mỹ, đúng không ạ, mang lại những lợi ích rất lớn. Ví dụ như Ả Đập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Đập Thâm Nhất, thì bây giờ họ đã quay lưng lại với Mỹ. Cũng nhờ những cái chính sách mà bài Hồi giáo của Mỹ sau cái sự kiện 11 tháng 9. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ những cái sự việc đấy càng ngày nó càng diễn ra và ai cũng bây giờ với việc họ tiếp cận thông tin nó quá dễ dàng. Họ càng ngày họ càng biết điện một điều rằng người dân Mỹ ý thức là chính những người hồi giáo không phải là kẻ thù của người Mỹ. Mà bây giờ chính đối với nhân dân Mỹ chính là những cái thế lực như tôi vừa nói đúng không ạ? Là những thế lực thế giới ngầm nó chi phối chính phủ và bây giờ nó chi phối những cái ngành lập pháp của Mỹ, những cái cơ quan như Bộ Tư pháp và FBI ngày xưa nó là một cái biểu tượng về một cái sự an ninh thịnh vượng rồi là cái gì thượng tôn pháp luật của Mỹ mà tôi rất là là ngưỡng mộ nhưng mà bây giờ nói thật đấy những cái gì nói về FBI bây giờ tôi cảm thấy nó ngược lại so với ngày cưa ngày xưa càng ngày nó càng đi xuống bao nhiêu nghìn binh sĩ Mỹ đã ngã xuống đúng không ạ trong các cái cuộc chiến để mà tấn công vào các nước hồi giáo với một cái danh nghĩa là đi tiêu diệt khủng bố đấy và để lại uh, các cái nước như Syria Afghanistan Iraq Libya bây giờ nó trả là một cái đống hoang tàn đổ nát có nghĩa rằng là con em của người Mỹ cũng đã phải trả một giá cực kỳ đắt xã hội Mỹ phải trả giá cực kỳ đắt và tất nhiên những cái nước được coi là chứa chấp khủng bố cũng trả cái giá đắt đúng không ạ chúng ta biết là xã hội Mỹ bây giờ phải chi rất nhiều tiền cho những cái liên quan tới các cuộc chiến đó và bây giờ còn tiếp tục chi nhiều nữa chỉ cho những cái người cựu chiến binh thôi quý vị cũng lên tới hàng nghìn tỷ người ta nói rằng là người mỹ tiến công vào iraq ấy, họ có thể mất tới nghìn tỷ chi phí upfront có nghĩa là ti, chi phí tại chỗ nhưng mà những chi phí bây giờ đến thời điểm này nó đã vượt xa cái chi phí đó gấp nhiều lần mà tiền đấy nó ở đâu ra quý vị tiền đấy tất cả những khoản tiền đấy đều làm cho người mỹ nghèo đi hàng nhiều nghìn tỷ nhưng mà lại đút vào túi những một số những cái người mỹ thiểu số, đúng không ạ? Cuối cùng là gì? Chúng ta thấy là nước Mỹ cũng không an toàn hơn, đúng không ạ? Bây giờ thì cơ bản là chưa bao giờ trong lòng nước Mỹ lại diễn ra một cái sự chia rẽ nó sâu sắc về chính phủ và người dân như hiện nay. Ngày xưa thì chỉ có chia rẽ về hai đảng phái thôi nhưng bây giờ là chia rẽ giữa chính phủ và người dân và có cái dấu hiệu của một cái đất nước theo kiểu là cảnh sát ấy. Và họ đã nghèo đi rất nhiều, đúng không ạ? Mặc dù với khả năng in tiền của mình nhưng dân Mỹ đã nghèo đi rất nhiều bởi vì họ đương nhiên là họ phải bỏ tiền túi ra để chi cho các cuộc chiến chống khủng bố rõ ràng là tiền đấy là tiền thuế của dân đưa ra để 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 mà phục vụ các cuộc chiến đó còn những người mà được uh, thượng, nhận những quyền lợi đó chúng ta cũng biết rồi cũng chính là người mỹ nhưng mà chỉ mỗi một vài người thôi đúng không ạ đấy và lý do đấy chính là lý do mà người mỹ tiếp tục còn tiến hành các cuộc chiến nữa uh, và họ muốn không họ không cần các cuộc chiến để kết thúc với sự chiến thắng về người mỹ nhưng mà họ cần những cuộc chiến tranh kéo dài và cũng chính từ những thời điểm đấy quý vị ạ thì là cái thế giới tập đoàn trị có nghĩa rằng là nó khiến cho cả cái nền kinh tế của mỹ nó xoay quanh những cái việc buôn bán vũ khí và khai thác uh, năng lượng ở các cái nước mà bị mỹ xâm chiếm đúng không ạ nó trở thành một cái xu hướng không thể đảo chiều được có nghĩa là ngày hôm nay xã hội mỹ nó như bây giờ nó một phần phần lớn nó đều bị do cái tập đoàn trị nó lũng đoạn Chúng ta chỉ cần mỗi nhìn vào mỗi cái người tổng thống Mỹ chúng ta biết là họ đã đi xuống đến mức độ như nào, đúng không ạ? Và những người tập đoàn trị đấy nó 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 trỗi dậy từ khi nào? Nó trỗi dậy từ khi cái thảm họa mà 11 tháng 9 nó diễn ra. Các cuộc chiến liên miên kéo dài không có hồi kết. Những người làm vũ khí, bán vũ khí thấy là cứ mở mắt sáng ra qua đêm đã thấy họ có thêm hàng triệu đô, hàng chục triệu đô, hàng trăm triệu đô. Quá ngon ơ, Quý vị cũng nhận ạ. Thế vậy thì tội gì phải đi đầu tư để làm cái gì nó cho nó mệt. Cứ đi gây chiến tranh là ngon. Và tất nhiên như tôi đã nói nhiều lần, họ không giải quyết được vấn đề về khủng bố. Bây giờ thì họ chỉ có mỗi một vấn đề là họ làm bạn với những kẻ khủng bố mà thôi. Ngày hôm qua chúng ta biết là ông Medvedev, ông nói rằng là chuyện xảy ra đối với nước Mỹ năm 2001 là một cái thảm kịch. Không chỉ với nước Mỹ, đúng không ạ? Và với cả thế giới nữa. Nhưng mà đặc biệt với dân tộc Mỹ. Nhưng mà với cái cung cách của chính phủ Mỹ hiện nay là đi làm bạn. Đúng ạ, và không những làm bạn mà họ còn tạo ra các cái thế lực khủng bố như thế. Thì một thảm kịch tương tự có thể xảy ra với nước Mỹ một lần nữa. Nhưng mà lần này không phải là các cái dạng đánh bom hay là máy bay thông thường. Mà rất có thể là thảm họa vũ khí hạt nhân. Hoặc là các loại vũ khí tương tự kiểu như vậy. Chơi mới giao thì tất nhiên là có ngày đứt tay. Quý vị công nhận không ạ? Đấy, cái việc đấy chúng ta đang thấy nó đang diễn ra trước mắt của chúng ta. Ngày 11 tháng 9 năm 2001, tất cả những người Mỹ đều được khuyến khích để trở thành những người yêu nước sau sự kiện đó. Để mà chống lại thế giới Hồi giáo, đúng không ạ? Với từ được dán nhãn tư cách là những kẻ khủng bố, những kẻ bạo lực, những kẻ cực đoan. Đấy. Và chỉ sau một thời gian ngắn từ đó đến giờ 20 năm đã xảy ra rồi, thì những người Mỹ ngày xưa vốn được gọi là yêu nước ấy, thì quý vị cứ để ý xem, bây giờ những người đấy mà nói ra những cái câu yêu nước theo kiểu như thế ở đất nước Mỹ thì họ trở thành cái kẻ gọi là kẻ thù của cái giới, thế giới ngầm ở Mỹ. Tất cả những tiếng nói đến bây giờ đều bị truyền thông nó vùi dập. Không ai còn có thể nói ra được những cái tiếng nói của mình. Ví dụ bây giờ nhé, tôi nói đơn giản như này. Ông Elon Musk là chủ tịch và sáng lập của tập đoàn SpaceX, đúng không ạ, Tesla. Ông ấy đã làm một cái việc là gì? Ông nói rằng tôi là người dân sự. Tôi làm ra những thứ vệ tinh để cứu con người chứ không phải là để giết con người. Và sau khi đó thì uh, ngày hôm nay người Mỹ, chính phủ Mỹ, quan chức Mỹ, truyền thông Mỹ gọi là vùi dập Elon Musk và bảo ông ấy là kẻ phản quốc. Bởi vì ông ấy không ông ấy đã giúp người Nga, đúng không ạ? Ông ấy không giúp Ukraina để Ukraina tấn công vào hạm đội người Nga. thế thì cái câu chuyện ông ấy có phải là người yêu nước không? ông Elon Musk là một người rất yêu nước, đúng ạ? chúng ta thấy không có dấu hiệu gì cho thấy ông là kẻ phản quốc ở Mỹ cả, bởi vì ông nói rằng là chúng ta không chiến tranh với người nga, chúng ta không tuyên chiến với người nga, đúng không ạ? không có lý do gì tôi phải giết người nga, cho nên ông không có cái gì là kẻ phản quốc cả, và bản thân như thế cũng là hành động mà là là cứu sinh chứ không phải là hành động gì là, là giết người, đúng không ạ? và phản quốc. Thế thì cái câu chuyện một người như Elon Musk đúng không? Một cái người đấy tôi lối ra để thấy quý vị thấy một cái 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 dư luận điệu thôi. Nhưng mà bây giờ trở thành kẻ thù. Đúng không ạ? Những cái người mà yêu nước kiểu như thế bây giờ trẻ thù của Mỹ. Những người bây giờ mà chống Ukraine thì trở thành kẻ thù của Mỹ. Những người mà bây giờ chống việc viện trợ cho Ukraine thì bị cô lập và trở thành kẻ thù của quốc hội. Đúng không rõ ràng thấy là tất cả những cái hành động nào mà bảo là bây giờ Mỹ phải rút quân về nước khỏi Syria cũng ngay lập tức là trở thành kẻ thù của người Mỹ, bởi vì truyền thông họ đã kiểm soát việc đó rồi. Trước năm 2001, quý vị có thấy người Mỹ, cảnh sát Mỹ mà khơi khơi đánh người dân không cần hỏi hiếp bao giờ? Nhưng mà bây giờ lên video, quý vị thấy cái việc nó đầy, đúng không ạ? Không hỏi han gì, một phát là còng tay đằng sau và dí sấp mặt xuống đường luôn, sấp mặt luôn, không thở được đấy quý vị nhớ cái vụ mà người da đen mà bị dí mặt xuống đất xong rồi tắc thở đấy đúng không ạ sau đó thì thành loạn ở mỹ rồi cuối cùng là mọi việc nó cũng trôi đấy trước năm 2000 cũng không bao giờ có một cái xu thế mà tôi gọi là xu thế tiến hóa ngược đúng không ạ xu thế suy thoái của loài người nó diễn ra ác liệt như ở mỹ như bây giờ các xu thế liên quan đến chuyển giới các xu thế liên quan tới ủng hộ nạo phá thai đúng không ạ rồi là liên quan tới ủng hộ việc uh, hỗ trợ tự tử rồi là gọi là lgbt tất cả những cái xu hướng đấy quý vị ạ, nó nằm đều nằm trong cái chương trình nghị sự của cái thế giới tập đoàn trị cái thế giới ngầm hết bởi vì cái đấy nghe qua nó có phản cảm không quý vị đúng không nó rất phản cảm nhưng mà tại sao người ta lại thúc đẩy những cái chương trình đấy bởi vì nó phục vụ cái mục đích chương trình nghị sự để mà tạo dựng cái quyền lợi đúng không đem lại những quyền lực cho cái thế giới ngầm đấy quý vị biết là bây giờ ở những cái diễn đàn kinh tế thế giới của ông Quap Swap ấy, hôm nọ sang việt nam ấy à đợt vừa rồi tôi phải nói là tôi rất lo bởi vì uh, trong cái việc ông biden đến việt nam ấy thì tôi sẽ lo tới cái việc mà, uh, mà quên nói là sợ nhất là cái việc mà họ dí cho việt nam những vấn đề liên quan đến covid vaccine vaccine thứ hai nữa là các vấn đề liên quan tới uh, biến đổi khí hậu đúng không ạ tất nhiên hai vấn đề này là tốt là đẹp nhưng mà nó lại như vấn đề mà không khéo nó trở thành chương trình nghị sự. Nó cũng giống kiểu là mấy ông Sri Lanka đấy, đã, đang chết đói trong dí cho quả khế xanh ăn phát chết luôn đấy, đúng không ạ? Đấy. Nhưng mà rất may là cũng không nằm trong cái uh, trọng tâm trong cái chuyến biến thăm này. Nhưng mà ý tôi nói, trong những cái diễn đàn kinh tế thế giới bây giờ nó thúc đẩy những cái, cái chương trình nghị sự như kiểu là chuyển giới uh, LGBT, đúng không ạ? Uh, thúc đẩy nạo phá thai. Thúc đẩy hỗ trợ tự tử, thúc đẩy việc giảm dân số thế giới, thúc đẩy việc ăn côn trùng, thúc đẩy việc cắt giảm CO2. Tức là thúc đẩy tất cả các thứ để mà theo đuổi, phục vụ cái mục đích của giới tinh hoa toàn cầu là gì? Là bây giờ họ không giấu giếm, họ nói rằng họ muốn giảm dân số xuống mức 1 tỷ, 1,5 tỷ hoặc cùng lắm 2 tỷ, 2, 2 tỷ người trong những năm sắp tới. Và đấy người nước ngoài người ta gọi là xu thế tiến hóa ngược có nghĩa rằng là dân số thế giới có xu thế sẽ bị giảm đúng không ạ và quý vị để ý xem toàn bộ cái đó nó đều phục vụ mỗi một cái mục đích là giảm dân số thôi giảm dân số thì tiêu thụ ít hơn đúng không ạ sẽ duy trì được cái nguồn tài nguyên lâu dài hơn cân bằng hơn đấy chúng ta thấy rõ không rồi là không khí trong lành hơn vân vân mà ai là những người được hưởng lợi từ điều đấy tất nhiên là không phải các nước đang bây giờ đang mầy mò công nghiệp hóa để phát triển đúng không ạ mà những ông nó đã vốn đã giàu rồi những ông giàu và sướng rồi thì mới lo về vấn đề về môi trường còn những ông đang đi mà mà chồng mông kiếm ăn hàng ngày thì quan tâm gì đến cái vấn đề mà biến đổi khí hậu quý vị công nhận không ạ đấy, cho nên chúng ta thấy rõ ràng đấy là những thứ mà đang diễn ra ở mỹ nhá mà nếu nhìn chúng ta sẽ thấy nó rất là ngứa mắt bởi vì tại sao mà một con người như thế lại phải đi tổ chức để mà cắt cái của nợ ấy xong rồi lại cấy một cái của nợ đấy vào và gọi đấy là văn minh dân chủ đúng không quý vị mà cơ bản nó sẽ làm thoái hóa ngược, tức là nó không duy trì được dân số nữa, đúng không quý vị? Và tất nhiên nó ngược lại với lại tiến hóa của nhân loại. Nhưng mà thế như mà chúng ta thấy là đấy, một xã hội Mỹ nó dưới những chính sách của những cái giới tài phiệt như vậy, của tập đoàn trị như vậy, cộng với nó thao túng những cái cơ quan hành pháp, lập pháp như là FBI, Bộ Tư pháp, vân vân, đúng không ạ? Rồi là cái chính phủ đã bị lũng đoạn thì nó xảy ra ngon ơ. Rất ngon ơ. Cho nên người nghĩ người ta bảo là gì? Kẻ thù của chúng ta, kẻ thù lớn nhất của chúng ta bây giờ nó không phải nó nó nằm trong ở những cái hang xa tít tắp ở khu vực Ả Rập hay là ở Afghanistan hay ở châu Phi đâu. Mà nó đang nằm trong mấy cái căn nhà màu trắng nằm ở số 1600 Penslavia. Có nghĩa rằng là cái đại lộ Penslavia số 1600 của Bộ Tư pháp đúng không ạ? Trong đó có cái cơ quan FBI vâng như vậy là cũng lại một tiếng trôi qua mà chưa hết được một chủ đề à, quan trọng như vậy là thôi chúng ta cũng kết thúc cái um, sự kiện này với một cái um, chốt lại đúng không ạ rõ ràng là cái sự kiện uh, 11 tháng 9 không biết là ai đã gây ra nhưng chúng ta thấy là thông qua sự kiện đó nước mỹ đã ra những quyết định có thể nói là thay đổi thế giới và thay đổi chính nước mỹ một cách vĩnh viễn không bao giờ có thể quay lại được cái thời kỳ hoàng kim nữa, đúng không ạ? Ý tôi là họ đã gây ra một cái thế giới rất loạn lạc, rất nhiều triệu người đã thiệt mạng, đúng không ạ? Trực tiếp và gián tiếp, rất nhiều nhà đã gọi là tan nhà nát cửa, rất nhiều quốc gia đã trở thành những cái gọi là bãi rác thải, đúng không ạ? Bãi phế liệu, đống hoan tàn, chợ nô lệ. Và bây giờ còn nồi ra sáo thịt hoặc là còn đang rất là tan hoa. Đấy, gọi là cái gì gọi là loạn lạc. Còn ở chính nước Mỹ cũng không khá khẩm gì hơn, đúng không ạ? Rõ ràng, từ một tư cách của một cái cường quốc văn minh à, hàng đầu, à, tất nhiên họ cũng có vấn đề như mỗi xã hội thôi. Nhưng mà rõ ràng vào thời điểm những năm 2000, nước Mỹ đang ở một cái thế bất bại, đúng không ạ? Nhưng mà từ những quyết định của sự kiện đó, bây giờ họ đã đang trên đà để mà trượt xuống, trở thành một cái đất nước có nhiều những cái chính sách, mà gọi là tiến hóa ngược, tức là cái chính sách thoái hóa đấy để phục vụ lợi ích của một số tiểu thiểu số trong cái xã hội của họ.